Tỉnh nào ở tỉnh đó, huyện nào ở huyện đó, xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó, mà nhà nào ở nhà đó. Chúng ta chưa phải tuyên bố cái tình trạng phong tỏa của thành phố hoặc là tỉnh này tỉnh kia, nhưng nói chung là cái cuộc di chuyển qua lại hiện nay còn quá đông, mà theo chúng tôi nhận định đây là cái nguồn gây di nhiễm rất lớn, và như vậy mới có thể cứu được thủ đô và những thành phố lớn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung cao độ vào phòng chống dịch COVID-19. Ngay chính phủ cũng sẽ hoãn nội dung trực tuyến toàn quốc về giảm thiểu tác động của đại dịch đối với phát triển kinh tế xã hội để tập trung chống dịch. Thủ tướng cũng yêu cầu trừ trường hợp đặc biệt, công vụ đặc biệt hoặc các bệnh viện, cửa hàng, siêu thị, cơ sở sản xuất phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Còn lại, mọi người đều phải ở nhà và làm việc ở nhà trực tuyến. Phải làm cương quyết cái này, không do dự cái này. Các phương tiện công cộng và phần lớn các phương tiện cá nhân không hoạt động di chuyển, trừ một số trường hợp buộc di chuyển. Ta thấy trên đường phố còn quá đông người, làm sao không lây nhiễm được? Trong khi những ổ dịch như vậy chúng ta chưa ngăn chặn có hiệu quả và chưa tìm thấy các phương án được báo động chuẩn bị, không thể nói là lơ mơ được. Khi mà chúng ta xuất hiện tình huống nó tương đối nghiêm trọng như thế này, có thể sau cuộc họp này các cơ quan bố trí cán bộ làm việc ở nhà nửa tháng qua máy tính, hạn chế đến cơ quan, trừ bộ phận trực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng chức năng và trực cơ quan. Thủ tướng cũng cho biết giáo sư Trần Văn Thọ và giáo sư Trần Ngọc Phúc, người phát minh ra máy trợ thở cho trẻ em sinh non ở Nhật Bản, đã tuyên bố sẽ tặng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 2.000 chiếc máy trợ thở, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các đối tác trong nước để sản xuất máy trợ thở. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo việc thiết kế và dự toán để sẵn sàng xây dựng các bệnh viện dã chiến khi cần thiết, cũng như chương trình sản xuất máy trợ thở ở trong nước.